đào ngũ, giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, vượt ngục. Chỉ vài chữ thôi nhưng chắc cũng đủ để nói lên sự đặc biệt nguy hiểm của phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự, 29 tuổi, dân tộc Nùng, kẻ đang bị cơ quan chức năng ra quyết định truy nã đặc biệt. Thông tin Triệu Quân Sự vượt ngục và trốn chạy khi đang thụ án tù chung thân vì tội giết người đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai phạm nhân đặc biệt nguy hiểm này vượt ngục. Triệu Quân Sự hiện đang bị các cơ quan chức năng truy lùng gắt gao tại khu vực rừng ở đèo Hải Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Cho đến sáng ngày 6 tháng 6 năm 2020, các chiến sĩ thuộc quân khu 5 và công an thành phố Đà Nẵng đã được tăng cường chi viện để giáo giết truy bắt phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự. Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã chốt chặn phía bắc đèo Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ. Cơ quan chức năng cũng đã ra khuyến cáo các tàu thuyền di chuyển trên vịnh Đà Nẵng, khu vực cửa Khẻm, làng Vân, tránh xa khu vực phạm nhân có thể tiếp cận từ rừng Hải Vân xuống biển. Đại tá Trần Mưu, phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng đã đề xuất với lực lượng quân đội nếu phạm nhân vượt ngục chống trả nguy hiểm thì lực lượng chức năng được phép tiêu diệt ngay. Tối 18 tháng 6 năm 2020, trao đổi với báo Thanh Niên, thượng tá Huỳnh Tấn Mười, phó trưởng công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt Triệu Quân Sự, 29 tuổi, dân tộc Nùng ở xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nghi phạm trốn khỏi trại giam T10 quân khu 5 đóng trên huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Theo thượng tá Mười, vào khoảng 20 giờ tối cùng ngày 18 tháng 6, nhận được tin báo bí mật của trinh sát về việc Triệu Quân Sự đang ngồi chơi game tại một quán internet ở đường Hùng Vương, thuộc phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ nên đã ập vào bắt giữ. Thượng tá Mười thông tin thêm, sau khi trốn chạy ở Quảng Ngãi thì nghi phạm ra Quảng Nam và có cướp một xe máy rồi di chuyển ra đèo Hải Vân. Sau khi bị lực lượng chức năng truy đuổi rồi trốn trên đèo Hải Vân thì nghi phạm đã đi bộ dọc đường biển rồi trốn lại vào thành phố Tam Kỳ, khi đang ngồi chơi game thì bị bắt giữ. Như báo Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 15 giờ chiều 3 tháng 6 năm 2020, Triệu Quân Sự mang án tù chung thân, vượt ngục trại giam T10, trại giam quân sự khu vực miền Trung, quân khu 5 thuộc xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trên đường trốn chạy, phạm nhân này nghi trộm một điện thoại và xe máy của người dân ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn rồi tẩu thoát ra hướng thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trước khi bị bắt giam và thụ án chung thân tại trại giam T10, phạm nhân Triệu Quân Sự là bộ đội cấp bậc binh nhì, thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu 1. Phạm nhân Sự rất mê chơi điện tử. Ngày 22 tháng 8 năm 2020, phạm nhân này đào ngũ đến quán cà phê Hương Sen ở phố Trường Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, giết chết chủ quán để cướp nhẫn vàng, bông tai vàng. Ngày 8 tháng 1 năm 2020, Sự đã trốn chạy sau khi cưa đứt song sắt phòng giam. Mãi đến chiều tối 15 tháng 12 năm 2020, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an mới bắt được Sự khi bị án này đang chơi game tại một quán internet trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đến chiều ngày 3 tháng 6 năm 2020, Sự lại vượt rào kẽm gai, trốn khỏi trại giam T10 quân khu 5 thuộc xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đến Đà Nẵng, bị cảnh sát giao thông truy bắt, Triệu Quân Sự được cho là đã bỏ lại xe máy ven đường rồi vượt dốc, trốn vào rừng ẩn nấp. Những ngày qua, bộ đội và công an thành phố Đà Nẵng đã bố trí lực lượng cho nghiệp vụ flycam. Cho đến sáng ngày 6 tháng 6 năm 2020, các chiến sĩ thuộc quân khu 5 và công an thành phố Đà Nẵng đã được tăng cường chi viện để giáo giết truy bắt phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự. Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã chốt chặn phía bắc đèo Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ. Cơ quan chức năng cũng đã ra khuyến cáo các tàu thuyền di chuyển trên vịnh Đà Nẵng, khu vực cửa Khẻm, làng Vân, tránh xa khu vực phạm nhân có thể tiếp cận từ rừng Hải Vân xuống biển. Đại tá Trần Mưu, phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng đã đề xuất với lực lượng quân đội nếu phạm nhân vượt ngục chống trả nguy hiểm thì lực lượng chức năng được phép tiêu diệt ngay. Triệu Quân Sự là cái tên được dư luận đặc biệt chú ý trong những giờ qua.